Khu vực phía Nam dường như khái niệm nghỉ Tết có vẻ như không có trong từ điển của các đối tượng cướp giật. Chị gái trong video sau đây đã bị mất 2 chiếc điện thoại và 40 triệu đồng tiền mặt trong túi xách. Theo đó, vụ việc được ghi nhận từ camera trích xuất nhà dân cho thấy một chị gái đang đứng phía trong một cửa hàng mua đồ. Bên ngoài có ô tô đậu sát lề đường. Thế nhưng bất ngờ có hai đối tượng đi trên xe gắn máy Exciter manh động vượt lên lề áp sát, giật đi chiếc túi xách của chị này. Hậu quả, chị gái mất túi xách có chứa 2 điện thoại và 40 triệu đồng tiền mặt. Khuyến cáo mọi người cẩn trọng với tài sản, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Lợi dụng ngôi nhà không có người canh giữ hay nói cách khác là giường không nhà trống, tên trộm đã ngang nhiên vào nhà lấy đi tài sản. Vụ việc được camera ghi nhận lại tại Bình Thuận. Theo đó, một thanh niên đi xe máy tới quan sát không thấy động tĩnh từ gia chủ nên đi vào cưỡng ngay điện thoại trên bàn và tẩu thoát. Người dân cần hết sức lưu ý không nên chủ quan trước tình hình trộm cướp, cần chú ý quan sát khi cửa nhà được mở và không nên để tài sản tại cửa ra vào.